Thầy Minh Đạo xin kính gửi đến thầy Thích Minh Đạo ở Thiền viện Minh Đạo Vũng Tàu. Xin thầy lắng nghe lời Minh Đạo nói. Thầy là Thích Minh Đạo, ở đây mình cũng là Thích Minh Đạo. Thì thầy nên nhớ rằng Minh Đạo là con đường sáng, Minh Đạo là một sự sáng suốt của đạo lý, chứ không phải Minh Đạo là một con đường làm theo bản năng của quán tính nhân thầy. Thầy với tôi học chung một lớp đó, tôi cho thầy biết. A Di Đà Phật. Trước tiên chia sẻ lời này với thầy ha, xin kính chúc sức khỏe của thầy. Và thầy nên tĩnh tâm lại. Nếu thầy đi theo con đường y phấn tảo, ở đây không cấm, và ở đây không cản, và ở đây không can. Nhưng mà thầy mượn cái con đường phấn tảo để mà thầy đá ngược lại giáo hội, là coi chừng thầy là con, là con phản cha đó nghe. Minh Đạo hôm nay lên tiếng ở đây không phải nguyền rủa thầy, mà lên tiếng ở đây để nhắc nhở thầy nên nhớ mình là ai, làm việc gì phải thận trọng. Tại vì sao? Mình không phải là thánh nhân ra đời. Nếu thầy là một vị Phật hiện ra đời ha, thì thầy thể hiện lên thêm, thầy thể hiện lên xem, cần gì phải nương vào một người mặc y ra phấn tảo? Không cần phải nương vào một người nào hết, hãy tự mình thắp đút lên mà đi. A Di Đà Phật. Hôm nay Minh Đạo xin nói thẳng với thầy ha, tình đồng môn không bao giờ mất sức mẻ, nhưng mà thầy động chạm đến giáo hội là Minh Đạo là con của cha thì Minh Đạo phải lên tiếng, tức là anh em ở trong nhà phải nói chuyện với nhau. Hôm nay lấy tình đạo vị mà nói chuyện với thầy, chứ không phải lấy cái chuyện mà hơn thua của người đời để nói chuyện với thầy. Một lần nữa Minh Đạo khuyên thầy nên chỉnh đốn cái bản tâm mình lại ha, kiểm tra cái tâm mình coi nó có phải là cái quán tính của phàm phu không. Nếu nó là một quán tính của phàm phu thì thầy nên dừng lại hành động của thầy và tư tưởng của thì cách đây vài ngày bà con cộng đồng Phật tử rất là xôn xao về vấn đề ở Việt Nam của chúng ta lại xuất hiện một vị Phật sống mà không ai xa lạ, đó chính là thầy Minh Đạo ở ngoài Vũng Tàu. Thì hôm nay con đến thỉnh pháp thoại của sư thầy, thầy nghĩ sao về vấn đề này ạ? Nam mô A Di Đà Phật. Trước tiên trả lời câu hỏi này của mấy anh em ẩn sĩ, thì Minh Đạo xin kính chào toàn thể quý vị cộng đồng mạng. Một ngày mới tràn đầy năng lượng, sống trong hào quang của chư Phật và luôn luôn hướng về là đạo quả Bồ Đề, sống trong giới định huệ tam vô lậu học, thành tựu được thiện quả. Kính chúc quý vị và gia đình luôn luôn hạnh phúc. A Di Đà Phật. Thì xin chào mấy anh em ẩn sĩ. Thì qua lời hỏi của anh vừa rồi đó, thì thầy xin trả lời cho anh như thế này. Theo cái vấn đề mà sư Minh Đạo ngoài Vũng Tàu đó, ổng là đồng một giới tôi với thầy. Nhưng mà trong quá trình cái thời gian cách đây hơn 3 tháng trở lại, thì đã xảy ra trên đất nước Việt Nam mình là có một vị sư khất sĩ gọi là Y Phấn Tảo ha. Nhưng mà cũng vì cái vị sư này mà thầy Minh Đạo ổng phải đối trước với giáo hội để mà sám hối cái tội của mình, thì thứ nhất. Và điều thứ hai là thầy Minh Đạo ổng đã viết một cái đơn gọi là từ chức trong giáo hội. Nhưng mà ổng quên đi, ổng quên đi là ổng là người con của giáo hội. Tại vì Đức Phật là người đã thành lập ra giáo hội từ khi chuyển Pháp Luân tại vườn Lộc Giả độ năm anh em A Nhã Kiều Trần Như là đã có Tam Bảo rồi. Và điều thứ hai, sau khi tiếp độ năm anh em A Nhã Kiều Trần Như thì có tiếp tục đó trong quá trình Đức Phật đi du quá đó là độ được 1200 vị. Sau khi những thời Pháp Đức Phật thuyết thì 1200 vị này đều chứng quả A-la-hán giải thoát. Vì lẽ đó giáo lý cách đây hơn 2567 năm đã truyền thừa cho Chư Tăng làm mạng mạch của Phật Pháp, mà giáo hội là thay thế cho Đức Phật, tức là giáo hội là Đức Phật. Mà thầy Minh Đạo này là con của các vị Phật, mà thầy Minh Đạo lại sống theo một cái hạnh gọi là tự lập. Hôm nay chấp nhận là cởi bỏ y để mà trả lại cho giáo hội, và đồng thời viết lên tờ sám hối trong 3 tháng, mà hôm nay đến nay bây giờ là hình như là chưa được đủ 3 tháng. Mà thầy Minh Đạo có một cái phương hướng mới của thầy Minh Đạo ở Vũng Tàu là đi theo một cái người mang y phấn tảo nha. Thì cái y phấn tảo nó không có sai,
Tại vì trong giáo điều của Đức Phật có 10 vị đại đệ tử của Đức Phật, thì trong cái người đệ tử mà được Đức Phật khen đó là vị Ca Diếp. Nhưng mà ngài sống đúng với cái hạnh quy phấn tạo. Mà trước khi ngài sống theo cái hạnh này đó, là Đức Phật là một vị thái tử đi cầu đạo học ở nơi đạo Bà La Môn, thì cái đạo của Ca Diếp là đạo có hạnh. Đức Phật thấy cái con đường này là không đạt đến chân lý giải thoát là thành chánh đẳng ánh giác, cho nên Đức Phật đã xa lìa và trở lại con đường trung đạo, tu hành tinh tấn thì chứng được đạo quả Bồ Đề. Sau khi Đức Phật thành đạo rồi, ngài Ca Diếp trở lại làm đệ tử của Đức Phật. Đức Phật khuyên ngài Ca Diếp trở về giáo hội để sống tu hành đầu đà, nhưng sống trong con đường trung đạo chứ không được ép sát khổ hạnh. Thì ngài Ca Diếp luôn một mực là tán thán cái đạo làm của mình là cái đạo hay, đạo giỏi nha. Trên cái tinh thần đạo nghĩa, Đức Phật dị tình ngài Ca Diếp là tình đạo vị đồng môn là điều thứ nhất. Là Đức Phật là một vị giáo chủ sáng lập ra giáo hội và dìu dắt giáo hội. Ngài Ca Diếp cũng là một vị giáo chủ để sáng lập ra cái đạo khổ hạnh nha. Thì ngài tôn trọng tình đạo vị nhau, cho nên chấp nhận ngài Ca Diếp xong tu cái hạnh này. Nhưng mà 1200 vị đệ tử của Đức Phật là Đức Phật không cho. Bởi vậy cho nên trong 10 vị đệ tử của Đức Phật là chỉ có mình ông Ca Diếp tu thôi ha. Thì hôm nay chúng ta tán thán hạnh Ca Diếp. Tại vì sao? Tại vì ông ta Ca Diếp là thời Đức Phật là thời ông Ca Diếp là được lập tổ, là được giáo truyền. Còn ngày hôm nay chư tăng của chúng ta tu hành nương theo giáo điều của Đức Phật, là nương theo giáo hội, thì chúng ta không nên cãi lời giáo hội. Tại sao? Tại vì con có cha, nhà có chủ, tớ có thầy. Mình không một mực mình tự làm cái giáo hội của mình được. Nếu mà mình tách rời giáo hội ra mà mình tự tạo một cái sáng lập mà theo một cái con đường của một người nào sáng tạo đó, hay là cái người đó ta mượn cái hơi của ngài Ca Diếp gì đó, không cần biết ha, thì cái chuyện đó coi chừng chúng ta trái với đạo lý đó. Ở đây hôm nay Minh Đạo xin kính gửi đến thầy Thích Minh Đạo ở Thiền viện Minh Đạo Vũng Tàu. Xin thầy lắng nghe lời Minh Đạo nói. Thầy là Thích Minh Đạo, ở đây mình cũng là Thích Minh Đạo. Thì thầy nên nhớ rằng Minh Đạo là con đường sáng, Minh Đạo là một sự sáng suốt của đạo lý, chứ không phải Minh Đạo là một con đường làm theo bản năng của quán tính nhân thầy. Thầy với tôi học chung một lớp đó, tôi cho thầy biết. A Di Đà Phật. Trước tiên chia sẻ lời này với thầy ha, xin kính chúc sức khỏe của thầy. Và thầy nên tỉnh tâm lại, nếu thầy đi theo con đường y phấn tảo, ở đây không cấm, bà đây không cản, bà đây không can. Nhưng mà thầy mượn cái con đường phấn tảo để mà thầy đá ngược lại giáo hội, là coi chừng thầy là con phản cha đó nghe. Là Minh Đạo hôm nay lên tiếng ở đây không phải nguyền rủa thầy, mà lên tiếng ở đây để nhắc nhở thầy nên nhớ mình là ai, làm việc gì phải thận trọng. Tại vì sao? Mình không phải là thánh nhân ra đời. Nếu thầy là một vị Phật hiện ra đời ha, thì thầy thể hiện lên thêm, thầy thể hiện lên xem. Cần gì phải nương vào một người mặc y ra phấn tảo? Không cần phải nương vào một người nào hết. Hãy tự mình thắp đút lên mà đi. A Di Đà Phật. Hôm nay Minh Đạo xin nói thẳng với thầy ha, tình đồng môn không bao giờ mất sức mẻ. Nhưng mà thầy động chạm đến giáo hội là Minh Đạo là con của cha, thì Minh Đạo phải lên tiếng. Tức là anh em ở trong nhà phải nói chuyện với nhau. Hôm nay lấy tình đạo vị mà nói chuyện với thầy, chứ không phải lấy cái chuyện mà hơn thua của người đời để nói chuyện với thầy. Một lần nữa Minh Đạo khuyên thầy nên chỉnh đốn cái bản tâm mình lại ha, kiểm tra cái tâm mình coi nó có phải là cái quán tính của phàm phu không. Nếu nó là một quán tính của phàm phu thì thầy nên dừng lại hành động của thầy và tư tưởng của thầy đi theo y phấn tảo. Tại vì tu không cần đắp y đâu thầy ha, nhưng mà muốn thành ông thầy tu phải có cái y mà cái y chân chánh. Mà nếu giáo hội đã rầy quở thầy rồi, là một người cha đã ra thầy rồi, mà thầy nói thầy đã sám hối rồi mà thầy còn làm những cái việc đạo nghịch nữa, thì thầy coi chừng thầy phạm tội đại nghịch bất đạo đó nghe. Tại vì sao? Trong năm đại tội kể ra, bất hiếu với cha mẹ là điều thứ nhất, phạm lỗi với Phật là điều thứ hai, làm thân Phật bị thương chảy máu, phá hòa hợp tăng là điều thứ ba, giết A La Hán là điều thứ tư ha. Thầy tự nên kiểm ở nơi mình đi đó, coi thầy phạm được cái chỗ nào là cái chỗ là phá hòa hợp tăng đó. Chính thầy là người phá hòa hợp tăng đó. Cho thầy hay, thầy đừng có tưởng mình đạo cao mà hôm nay mọi người tân bốc thầy, coi chừng thầy đi sớm đó. Ở đây Minh Đạo hôm nay chia sẻ cái clip này cùng với ba vị ẩn sĩ này đây ha,
là Minh Đạo không có nguyền rủa thầy. Nhưng mà Minh Đạo không nói thì thôi, mà nói mà nếu mà thầy không sửa đó hen, là bảo đảm với thầy luôn đó, là con đường đạo thầy không bao giờ tiến, mà coi chừng thầy bị dập chân tại chỗ. Mà chính thầy là người phỉ báng Tam Bảo đó, chính thầy là người đã phá hòa hợp tăng luôn đó. Tại sao thì biết không? Thầy đang có cái chùa, tức là thầy đang tôn thờ Tam Bảo, mà bây giờ thầy không cần cái chùa, thầy đạp bỏ đi, thầy lìa xa giáo hội đi nha. Rồi bây giờ thầy phỉ báng ngược lại giáo hội, thầy mang cái y phấn tảo vô, thầy làm lợi gan của thầy. Mà cái y phấn tảo đó phải chi lúc trước đây thầy mang á, Minh Đạo tán thắng thầy liền nha. Mà bây giờ thầy bắt chước theo người ta, ở đây là cái gọi cái lỗi của thầy là cái lỗi bắt chước, là một người tu sĩ bắt chước một cái người phàm phu. Hôm nay Minh Đạo nói thẳng luôn, một cái người phàm phu không hiểu gì hết, chỉ thích mà làm thôi, mang cái phấn tảo thôi. Ở đây Minh Đạo không có nói tên phàm phu phàm nào hết, nhưng mà Minh Đạo chỉ nói là một người phàm phu, nói thẳng là một người phàm phu, chỉ thích cái phấn tảo của ngài Ca Diếp mà làm theo thôi, chứ chưa có biết gì giới lực hết. Chính bản thân thầy cũng đều thấy điều này, thấy không? Giáo hội đâu phải là một người không thấy rõ đâu, giáo hội là con mắt thiên thủ thiên nhãn, còn thầy là chỉ có hai con mắt thôi, và cái người phàm phu kia chỉ có hai con mắt thôi, cho thầy biết. Cho nên giáo hội là một người sáng suốt từ ngàn xưa, mà từ cái ngày cái người mang cây phấn tảo đến nay là giáo hội bị chia rẽ thầy biết bao nhiêu không? Mà giáo hội không phải không hơn thua, là giáo hội không thích hơn thua, mà không phải Minh Đạo thích hơn thua, mà Minh Đạo chỉ rõ cho thầy và một cái người mà mang y phấn tảo đó đó là đang phá hòa hợp tăng và đang phỉ báng cả Tam Bảo. Bao nhiêu ngàn năm nay Đức Phật đã làm điều này, mà thầy với cái vị đó là đang bị phỉ báng đó. A Di Đà Phật, tự thầy hiểu ha. Còn ai tôn xưng thầy thì kệ người ta, ở đây Minh Đạo không căng tới. A Di Đà Phật, xin thưa với thầy. Dạ thưa thầy, thì mấy ngày nay á là sư thầy Minh Đạo ở Vũng Tàu cũng đã gửi đơn trình lên Giáo hội Phật giáo Việt Nam xin rời khỏi giáo hội, thì và trả lại cái phấn tảo dạy bác. Vì việc làm đó có phải là mục đích về vấn đề gì, hay là chủ yếu là nhằm phá đạo hay không ạ? Thì hôm nay là một lần nữa qua cái lời hỏi vừa rồi của anh ẩn sĩ, thì Minh Đạo xin trình đến quý vị cộng đồng mạng, tức là thầy Minh Đạo này ở Vũng Tàu, ở thiền viện Minh Đạo ở Vũng Tàu, thầy dù là cố tình hay là vô tình để trả y lại cho giáo hội, cái đây là quyền của thầy nha. Còn cái việc mà thầy thay hình đổi tướng cũng là cái quyền của thầy, thầy tu đúng tu sai cũng là cái quyền của thầy. Nhưng mà Minh Đạo ở đây là Minh Đạo Đồng Tháp, xin nhắc rõ lại với thầy Minh Đạo ở Vũng Tàu một lần nữa, theo cái lời hỏi của anh ẩn sĩ nha, nếu thầy ra khỏi giáo hội mà thầy lập nên được cái danh lợi mà nương theo một cái người mang y phấn tảo đó, mà bản thân thầy tự người ta đó, thì tức là thầy đi sai đường của Phật Pháp. Là tại sao? Tại vì giáo hội là con thiền từ của Đức Phật lập ra, chứ không phải là của một cá nhân. Còn hôm nay có một người tự mang y phấn tảo, nói là noi theo hạnh tổ Ca Diếp ha, mà ra đi, mà thầy tôn sùng người ta, mà giáo hội đầy la thầy, thầy sám hối rồi, mà thầy còn đáo diễn trở lại, thầy trả hết lại cho giáo hội những cái gì mà thầy đã thọ trước giờ bên Nam Tông, mà hôm nay thầy tự đắp y phấn tảo vô, mọi người tôn sùng thầy là Phật, thì ở đây Minh Đạo cũng tôn sùng thầy là Phật nữa. Mà Phật tương lai, thầy nên nhớ là Phật tương lai chứ không phải là Phật hiện tại. Tại vì sao? Tại vì Phật hiện tại là Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy hãy nhìn thầy là Thích Minh Đạo Vũng Tàu Thiền Viện Minh Đạo, chứ không phải là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy không thể nào có cái cửa bước vô danh hiệu đó được. Còn cái sự tôn sùng là tại vì người ta kính mến thầy, người ta tôn sùng, ở đây Minh Đạo không cần thiết. Và người ta chà đạp thầy, Minh Đạo cũng không cần thiết. Tại vì sao? Thầy ăn thầy no, thầy tu thầy đắc, thầy làm sai là thầy lãnh. Nhưng mà trong tình môn đạo vị, thấy không? Linh sơn cốt nhục, Minh Đạo chia sẻ với thầy là cái chỗ thầy làm sai là thầy phá hòa hợp tăng, thầy phá đi chánh pháp của Đức Phật, mà thầy mượn cái cớ là thầy đắp y phấn tảo để mà thầy hành đạo là của ngài Ca Diếp, hoàn toàn là đúng chứ không có sai. Nhưng mà đúng theo cái hiểu của thầy trong thời cuộc này nghe. A Di Đà Phật.
xin trình lại với cái vị ẩn sĩ vừa hỏi thầy. Dạ thưa thầy, thầy Minh Đạo này có phải là dùng hình ảnh của sư Minh Tệ để mà học chuộc lại hay không ạ? Cái mà dùng hình ảnh của thầy Minh Tuệ để mà ông trục lại thì bây giờ thầy xin thưa với ba anh em ẩn sĩ nè, mỗi một người nó có một cái quan niệm, mỗi một người nó có một chí hướng, mỗi một người nó có một con đường nhìn thấy nha. Thì thầy Minh Đạo này ổng là người tu sĩ, ổng đã từng sống trong giáo hội và ổng đã học tất cả những điều giáo dạy của giáo hội và giáo điều của Đức Phật đã để lại trong kinh điển. Ổng thừa hiểu như thế nào đó là quyền sở hữu của ổng. Còn cái mà mượn hình thức á, để mà ổng tạo danh lợi cho ổng gì đó. Tại vì sao? Tại vì phía sau ổng nuôi rất là nhiều trẻ ha. Mà nếu mượn hình thức của thầy Minh Tuệ á, thì xin thưa, tại vì thầy Minh Tuệ là một y một bác, ba y một bác, xin lỗi, ba y một bác và không nhận tiền. Nếu mà thầy Minh Đạo mà còn nuôi trẻ thì thầy Minh Đạo còn nhận tiền là coi chừng thầy Minh Đạo làm sai pháp của là đi theo cái con đường y phấn tảo nha. Tại vì cái hạnh độc cư á, là cái hạnh không có nhận tiền, mà cái hạnh tùy duyên á, là du tăng khất sĩ là được nhận tất cả. A Di Đà Phật. Minh Đạo xin trình bày lại cho thầy á, là sư Minh Đạo Vũng Tàu thì diện Minh Đạo biết nha. Thầy phải in, có nghĩa là đính chính cho kỹ bản thân của mình, coi mình là du tăng khất sĩ hay là hạnh độc cư của người là y phấn tảo. Chứ thầy không nên nương theo một cái gì để mà mình tạo cái gì nha, để tạo danh lợi cho mình là coi chừng mình đi sai pháp, mà mình đi hơi là mình hết phước là mình tiêu đó, là mình trở lại cái tại cái tội mà đại nghịch bất đạo là kêu bằng á là ngũ nghịch tử đó nha, ngũ nghịch tử mà trong cái pháp của Đức Phật đã nói đó. Thì bây giờ hôm nay thầy xin trả lời cho anh ẩn sĩ một lần thứ ba ha, là cái câu hỏi này là nói về thầy Thích Minh Đạo ở thiền viện Minh Đạo Vũng Tàu đã mượn cái hình thức của thầy Thích Minh Tuệ ha, mà thầy Thích Minh Tuệ là người đa hạnh như thế nào đó, là độc hạnh như thế nào đó, ở đây thầy không cần bàn tới, nhưng mà thầy chỉ biết là hạnh của Ca Diếp là cái hạnh độc cư, và cái hạnh của ngài Ca Diếp là hạnh y phấn tảo. Cho nên hôm nay Minh Đạo này xin chia sẻ với thầy Thích Minh Đạo ở Vũng Tàu rằng, nếu thầy đã quyết định con đường đi theo ngài Ca Diếp y phấn tảo hạnh độc cư thì hoàn toàn không nhận tiền bạc nha. Còn nếu thầy đi theo du tăng khất sĩ thì xin làm ơn thầy hãy trở về với giáo hội, thầy sám hối lại đi, và đồng thời thầy đắp y Nam Tông lại đi, đặng thầy làm du tăng mới được, chứ thầy không bao giờ đắp y phấn tảo được nha. A Di Đà Phật. Xin trả lời với thầy và xin trả lời lại với là anh ẩn sĩ. Thì cho con hỏi là cái vấn đề mà khi mà sư Minh Đạo này là từ bỏ giáo hội Phật giáo để sinh rời ra, thì nó có rất là nhiều cái nguồn dư luận cho rằng như vậy, phản động đang tăng cường tấn công về mặt trận tôn giáo, cài cắm để xây dựng hoài đối tượng, tạo ra những không khí mâu thuẫn thù hằn với tôn giáo, thì theo sư có đúng như cái vấn đề này mà... Thì đúng rồi, thì theo vừa rồi đó thầy đã trình bày với anh em đó, là chính thầy Minh Đạo này ổng đã suy nghĩ sai và ổng hành động sai, cho nên ổng là người đang phá hòa hợp tăng. Nói thẳng một câu luôn, nói thẳng một câu theo giáo lý luôn, nếu mà nói theo thời Đức Phật á, thầy Minh Đạo này là đề bà đặt đa thứ hai đó. Tại vì giáo điều đưa ra là chư tăng bây giờ là giáo hội là thay cho Đức Phật, mà ổng là người chống đối lại với giáo hội thì ổng là đề bà đặt đa chứ còn gì nữa, thấy không? Ổng là đệ tử Phật, ổng là người thân của giáo hội, mà bây giờ ổng lại ngược phá lại giáo hội. Mà trong cái thời mà hồi nãy thầy chia sẻ với mấy anh em á, là cái câu là ngài Ca Diếp là một trưởng giáo của đạo Bà La Môn tu khổ hạnh, thấy không? Thì ngài Ca Diếp luôn luôn tôn xưng cái đạo khổ hạnh của ổng, Đức Phật không đồng ý, mà còn kêu gọi ngài Ca Diếp rất nhiều lần trở về tỉnh xá để tu tập theo con đường trung đạo. Nhưng mà vì đạo vị ở đây, Minh Đạo xin nhắc lại cho thầy Minh Đạo ngoài Vũng Tàu nhớ nha, vì đạo vị Đức Phật tôn trọng ngài Ca Diếp, cho nên Đức Phật cho ngài Ca Diếp hành hạnh Đầu Đà là hạnh khổ hạnh, không? Còn 10 vị đệ tử và các vị đệ tử 1.200 năm 200 vị là Đức Phật hoàn toàn cho đi vào con đường trung đạo chứ không có đi theo,
Thì quý vị thấy từ ngàn xưa đến bây giờ chỉ có một ngài Ca Diếp thôi. Rồi bây giờ tự xưng ra là một vị ngài Ca Diếp thứ hai, nằm mơ đi. Hãy nằm mơ đi. Chưa có đâu. Tại vì sao? Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật còn ở đây. Nằm mơ đi quý vị, nằm mơ đi. Đừng có mộng làm giáo chủ hay làm tổ gì hết. Hãy làm tổ cái bản thân của mình, điều khiển nó đi. Đừng để thân ngũ uẩn này nó lôi kéo quý vị vào con đường tà mê mà quý vị gọi là quý vị đi theo con đường chánh giác. Chính quý vị là những người đang phá hòa hợp tăng, thì tội quý vị là muôn đời ngàn kiếp. Theo trong kinh Phật Di Chúc lại có năm tội của mình: phá hòa hợp tăng, giết A La Hán, phá hoại Tam Bảo gọi là phỉ báng đó, rồi giết luôn hại Phật hại mẹ. Thì chính quý vị đã diệt tổ diệt tông hết rồi đó, thì bản thân quý vị sẽ mang lấy cái tổ.